lấy vỏ trứng cho nó đẹp thôi mà. Thế chua chua cho cái chạy của mình vẫn năng được nhìn kiếm biến tấu đi chứ. Giờ đi tìm khế chua hơi khó đấy. Nó không phải mùa. Đi nhá. Đi đây bằng nào? Đó. Đây con đưa trước. 350. Ừ. Tạm trước à? Trước nên uống rượu cũng gặp, hôm nay em đừng uống rượu cũng gặp. À hai. Cậu trước uống rượu cũng gặp là cũng thấy em đã uống nhiều vậy, cái việc nhiều cũng nhầm có ăn ngay. Mà mình cũng thấy em đánh chén chất ngại. Cũng 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 như cũng như vẻ thôi. Nhưng mà đây như anh như thế nhà như này làm nên dám dám chất ngại cũng thả cũng như tại ngày ngày kia ấy là phủ đất nên mình nhắm phòng lúc nào gặp đấy lúc nào gặp với nhau thì mình nhắm đấy. Phải đâu có cái xoài thì sợ bỏ cái gì sợ xoài thì bỏ bà nó thử cái chuyện sợ nhà nó thử cái gì anh xem có bọt không đấy giờ nó đang bọt ôi chua đấy à vậy thì được rồi chua là tốt chua. Cái này anh nhắm cái xôi này. Ừ. Nhắm cái xôi này. Chứ nói quăng. Ơ Dương Dương ơi. Qua đi. Okay. À thằng Tú nó đang bảo anh xem cái chương trình của cô qua nó xuống chơi. Xong là nó đang bảo anh xem cái chương trình xem thế nào để mà báo trước đi. Ừ. Báo trước cái đêm nào nó này làm là tôi làm. Nằm mẹ nó đặt mẹ cơm để mình ăn phải nào, phải đi làm, chỉ cần đặt cơm, đặt bàn nhà, vừa cùng bàn, nhà đặt gì, tôi đã ăn được, nhà đặt gì, không là cái chuyện mấy.